Dương Hồng Loan tiết lộ lá thư đặc biệt được chồng viết trong nước mắt. Dương Hồng Loan cho biết chồng từng gửi cho cô một lá thư trong giai đoạn bị gia đình cấm cản. Chính món kỷ vật này đã giúp nữ ca sĩ và chồng giải quyết những căng thẳng trong đời sống hôn nhân. Trong chương trình Đấu Trường Ngôi Sao, khi lắng nghe ca khúc bài ca kỷ niệm, Dương Hồng Loan bồi hồi nhớ lại những khoảnh khắc của năm cuối cấp. Giọng ca quê Đồng Tháp tâm sự, có những kỷ niệm vụt khỏi tầm tay khiến tôi tiếc nuối. Đặc biệt là mối tình học sinh âm thầm, lặng lẽ và những món quà trao nhau vội vã mà trong đó chứa đựng tất cả tâm sự của một người dành cho mình nhưng không thể nói ra. Đến tận hôm nay, kỷ vật còn nhưng người thì không còn nữa. Nhắc đến thời trẻ, Dương Hồng Loan nhớ về một người bạn đặc biệt học chung cấp 3. Theo nữ ca sĩ, dù bạn người ấy chưa từng thổ lộ nhưng cô nhiều lần bắt gặp anh nhìn lén mình. Ngày cuối cùng trước khi chia tay, bạn có tặng tôi một món quà. Đó cũng là lần gặp cuối cùng, kể cả mạng xã hội đều không có tin tức gì. Vậy nên mỗi khi nhìn thấy món quà là tôi lại nhớ tới người bạn đặc biệt ấy, Dương Hồng Loan bày tỏ. Cũng trong dịp này, Dương Hồng Loan tiết lộ về mối tình lãng mạn giữa cô và người chồng hiện tại. Nhắc đến bạn đời, nữ ca sĩ cho hay, tôi và chồng toàn những kỷ niệm đẹp, chưa bao giờ trắc trở hết. Dương Hồng Loan nói thêm kỷ vật quan trọng trong tình yêu của cả hai chính là thư tay mà chồng viết khi nữ ca sĩ mới lên thành phố học. Đó cũng là giai đoạn khó khăn của cặp đôi khi mẹ cô phát hiện ra chuyện cả hai quen nhau và ra sức ngăn cản. Chính lá thư là nguồn động viên, giúp Dương Hồng Loan thêm quyết tâm gắn bó với chồng. Anh ấy khóc đến mức nước mắt lem cả lá thư đó. Trong thư anh nói mặc dù hoàn cảnh có ra sao, anh cũng sẽ chờ tôi cho đến khi được ba mẹ chấp nhận. Lá thư này đến bây giờ tôi vẫn còn giữ nguyên dù màu mực đã cũ và tờ giấy đã ngả sang nâu. Dương Hồng Loan xúc động. Dương Hồng Loan chia sẻ thêm chính kỷ vật này đã giúp nữ ca sĩ và chồng giải quyết những căng thẳng trong đời sống hôn nhân. Cô bộc bạch, mỗi lần giận chồng chỉ cần nhìn thấy lá thư ấy là tôi hết giận ngay. Đồng thời, khi tâm sự về lý do kín tiếng trong chuyện đời tư, Dương Hồng Loan cho biết gia đình luôn êm ấm nên không có gì để chia sẻ. Giọng ca quê Đồng Tháp cũng khẳng định người bạn đời góp 60% vào thành công của cô hiện tại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.